phòng thôi là đủ rồi ạ. Vậy sao? Vậy mà vẫn đi chơi gái. F. Chơi gái thì chơi nhưng vẫn phải đòi chồng lên đầu chứ. Ủa mắc cười quá vậy trời. Gì vậy trời, là sao? Là sao vậy? Thái Hoàng Lâm, chồng yên tâm. Trong tất cả những người mà em đang yêu thì chồng là nhất đối với em mà yêu chồng. Ủa là sao? Sao vẫn trong tất cả những người em đang yêu? Khoan, chỉ được tính ba má em và tôi thôi nha. Không có thêm nhỏ nào hay thằng nào khác ở đây, nghe chưa? Nghe chưa? Cá mập đưa Yuka 10 triệu gì vậy? Cho em order một ly nước miếng nóng hổi nha chồng. Lối ra đằng kia kìa, hổng tiện. Chồng ơi, em thiết nghĩ là chồng nên xin công ty đích cho mình hẳn một chiếc quần trên đầu để đội 24/7 đi. Vì chồng đội quần trong hộp thiệt sự. Yeah! Cốc da! Rồi mắc cái gì? Rồi mắc cái gì? Trên đời có thấy cái VTuber nào mà đích đội cái quần xịp trên đầu chưa? Biết mẹ nè. Chồng dán lớp 4 nhé vào phô muộn. Chồng dán lớp 4. Ê, tôi bực mình quá à. Không được đánh fan, không được đánh fan, không được đánh fan. Nguyễn Minh Tuấn, ngày cưới chồng nói chồng thông minh lắm, ai ngờ cưới về rồi lại bị ngố. Kanaki, mọi người đừng chọc Yuka nữa, không sao đâu chồng. Dù mà chỉ có như thế nào thì em cũng đứng về phía của mọi người.